Hello mọi người, thì hôm nay tiếp tục là một MV xình đen với ngoại hình chuẩn không tì vết luôn. Thì đây được anh kỹ thuật của bên em nè, cả cái khung số máy và các bình và giao tặng tay cho khách hàng luôn. Chiếc xe này thì khách hàng mua trả góp và chỉ cần đưa trước cho bên em là 16 triệu đồng thôi. Thật ra thì đưa trước tầm 5 đến 10 triệu là được rồi, nhưng mà khách hàng đang có dư trả tiền thì đưa trước để mà được lãi suất nó thấp xuống đó mọi người. Và bây giờ thì mọi người hãy cùng em xem trải nghiệm của vị khách hàng này khi mà mua xe ở thành phố Thanh Hóa mình nha mọi người nha. Dạ, cái này mình trả trước bao nhiêu anh? 16 triệu, ok, 16 triệu. Thì cái lúc mà mình, trong khi mà mình làm thủ tục trả góp anh, thì mình có cần, bên ngân hàng có yêu cầu mình nhiều giấy tờ nhiều không? Chỉ cần 90 nhân danh là mua được đúng không anh? Dạ. Thì trong cái lúc mua hàng thì mình có thấy thái độ phục vụ của em nhân viên này có tốt không anh? Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, cửa hàng em xin gửi tặng anh một vài món quà nha. Và đó là những đặc điểm của SH Mall, ngoại hình sang chảnh và đẳng cấp. Để dinh em nó thì hãy liên hệ cho em Linh.